Hiện tại thì cũng đã khá là muộn rồi thì nhưng mà anh em hàng hà vẫn đang rất là miệt mài đóng hàng để kịp gửi đi, kịp cho tất cả các khách hàng nhận sớm nhất có thể. Đóng hàng rất là chắc chắn nhá. Một số lượng hàng chuẩn bị được lên đường trong ngày mùng 5 tháng 10. Hiện tại bây giờ cũng khá là muộn nhá. Hôm nay thì đi được một số đơn như là JBL K512 Sup với JBL này. K512 thì cũng thông báo luôn cho tất cả bác. Hiện tại K512 bên em đang về với số lượng khá là lớn và đã có những chương trình khuyến mại, chương trình ưu đãi rất là sâu đối với lô lần này. Nên là bác nào đang chờ đợi hay là đang quan tâm gì về những cái sản phẩm loa 3 đường tiếng JBL K512 đồ siêu lướt thì có thể liên hệ ngay đến làng nghề để có thể đặt hàng. Hàng được đóng rất là chắc chắn, rất là kỹ nhá. Khá là nhiều lớp xốp này, K512 đóng gần như là không còn hở một chút nào đây. Đấy, nên là các bác khách hàng hoàn toàn yên tâm khi hàng đến tay thì hàng các bác nhận được hàng. Hàng còn nguyên vẹn 100% đóng này. Súp 150S đến từ thương hiệu FB Pro. Hôm nay thì gửi đi cho anh Thịnh tại Ba Vì Hà Nội này. Trong đây cũng là một cùng 150S nữa. Đợt này thì hàng tại Hoàng Hà về số lượng khá là lớn. Một số model như là súp và sản phẩm đến từ thương hiệu FB, những sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ FB hay là những sản phẩm là bãi như là K512, súp bãi JBL, Amly 506 thì hàng hết rất là nhanh. Amly 506 thì khoảng 1-2 tuần trước thì cũng về được khoảng 50 con, cũng đã hết rồi, chuẩn bị về được một lô nữa đây. Khoảng 1 tuần nữa thì hàng tiếp tục sẽ về. Bạn nào quan tâm thì liên hệ ngay để có thể đặt hàng. Một số đơn lẻ này, một số mặt hàng lẻ gửi đi xa cho tất cả bác. Còn gần như là những cái bộ combo, những bộ cấu hình dàn âm thanh, bộ combo thì bên em đã hỗ trợ đi lắp đặt tại nhà cho tất cả các khách hàng khi các bác đặt hàng tại Hoàng Hà Auto. Bắt đầu quan tâm gì về những sản phẩm đến từ thương hiệu FB Pro hay là những sản phẩm loa bãi, âm ly bãi, súp bãi thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0967345155 để được bên em tư vấn và có thể đặt hàng. Những dòng sản phẩm cho ra chất lượng cực kỳ là tốt, giá thành hợp lý đúng không ạ? Rất là nhiều mức giá, rất là nhiều những sản phẩm để các bác có thể lựa chọn để đưa về cho gia đình mình, nhà mình phối ghép, phối kết hợp những bộ dàn âm thanh, những bộ combo hay nhất và cho ra chất lượng tốt nhất, đặc biệt hơn còn phù hợp với nhu cầu, phù hợp với túi tiền của các bác. Những bộ dàn âm thanh giá vừa phải, giá rất là hợp lý đúng không ạ? Rất là nhiều bộ cấu hình combo, rất là nhiều bộ âm thanh, bộ dàn âm thanh đã được lên đường cho các bác rồi. Các bác cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng Hoàng Hà Auto tại địa chỉ trung tâm thương mại Bao Bì, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để có thể cảm nhận được trực tiếp, cảm nhận được rõ nhất về chất lượng của những bộ cấu hình hay là những sản phẩm âm thanh tại Hoàng Hà. Bạn nào quan tâm thì liên hệ ngay để đặt hàng nhé. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những video lần sau. Ok, xin chào.